Hello, hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mẹo Hay Tổng Hợp 2. Hôm nay thì Bình đang chuẩn bị làm cái công trình lớn chà bá luôn à, cái công trình inox của khách sạn 5 sao, cái tay nắm á, phải là rất là cấp luôn nha. Thì sẵn dịp hôm nay Bình chia sẻ cái cách hàn inox luôn trên một cái chiếc máy hàn mà có bốn chức năng của mình. Quý vị thấy ghê không? Cái chức năng đầu tiên là hồi đó mình quay cho quý vị xem là cái cắt cú mê ca nè, cắt nhựa luôn. Cái chức năng thứ hai là thử cách hàn que thì cũng chiếc máy này luôn. Và hôm nay thì cái chức năng đặc biệt hơn là mình sẽ hàn những cây trên cây nóc này. Chức năng thứ tư là mình giữ bí mật nha. Đó, nếu mà chúng ta đã nói là hàn tiếp thôi thì chúng ta sẽ gỡ cái dây hàn que ra, chúng ta cất đi ha. Và tiếp theo đây là mình sẽ chia sẻ cái cách lắp cái bộ dây mỏ hàn tiếp cũng như là lắp cái bộ điều khí luôn ha. Dây mỏ hàn tiếp ra thì ở đây mình ít xài lắm, cho nên là 80 năm mình chưa có mở ra, chưa xài nữa, bụi bặm không à. Đó, bây giờ mình mở ra không biết có xài được không nha. Thì mình cũng chuẩn bị làm, mình lắp ráp, mình quay cho quý vị xem. Nếu như mà nhỡ có anh chị nào chưa biết cách lắp ráp thì vô xem coi cái áp dụng mình lắp cho mình ha. Ở đây giấy mua mà máy bảo hành là còn luôn nè, ghê không, mua 80 năm mà vẫn còn, nói cho vui quý vị ha. Rồi kim hàng rồi núm hàng tùm lum ở đây ha. Cái dây kẹp mát nha, nó ở đây là cái cầu đầu cắm vô máy hàng nè, ở đây là một kẹp mát nè ha. Rồi ở đây là có một cái dây, cái dây này thì nó vừa dẫn điện vừa công tắc mà vừa dẫn khí luôn nha, là cái dây này kết nối với mỏ hàn. Thì ở đây mỏ hàn tiếp ha. Rồi chút xíu mình, đây là cái dây thôi, cũng đơn giản thôi. Bây giờ cách lắp mình sẽ, mình vừa gỡ hai cái dây hàn que ra. Thì bây giờ cái dây hàn que thì cái máy hàn mà hai ba chức năng, bốn chức năng của mình á, thì nó sẽ có một cái đầu chuyển đổi để khi mà cắm cái dây hàn que vô. Thì bây giờ mình không xài cái đầu chuyển đổi nữa, mình cắm cái dây này vô thì mình phải gỡ cái đầu chuyển đổi này ra ha. Rồi mình cất luôn nha. Thì ở đây người ta có ghi cho mình sẵn nè, đây là một cái kìm hàn que nè, ở đây là cái mỏ hàn tiếp nè, ở đây là cái công tắc nè, và ở đây là cái kẹp, cái kẹp của mát nè. Thì ở đây ha, thứ nhất là mình lắp cái dây kẹp mát vô nè. Đây, cái thứ hai á, mình sẽ lắp cái dây khí dẫn khí vô đây nè ha. Mình lắp cái dây này mình dặn cho nó chặt nha, không chặt thì nó sẽ bị đi khí và nó sẽ hao cái khí. Là cái dây công tắc nè, đó, công tắc cho cái cầu mỏ hàn này ha. Thì bây giờ mình cắm vô đây, ở đây nó có một cái rãnh nha, ở đây ha. Quý vị để đúng cái rãnh thì quý vị đút mới vô nha. Đó, nếu không đúng thì mình xây, mình cắm mạnh vô xong rồi á, là mình dặn này vô luôn. Thì mỗi cái máy thì nó cũng khác đi chút xíu, nhưng mà thật ra nó không khác bao nhiêu đâu, nó cũng gần giống giống vậy thôi. Mình dặn chặt lại để cho nó tiếp xúc tốt, để nó không bị đập chập chờn nha. Đây là cái kẹp mát, đây kẹp mát bỏ bằng bên. Ở đây là dây công tắc, ở đây là cái ống dẫn khí. Như vậy là đã xong. Mình đã ở trong cái mỏ hàn này thì gồm có nè, ở đây là công tắc nè, cái là dây dẫn điện nè, cái dây dẫn điện của công tắc nè, ở đây công tắc. Còn ở đây á, là có một cái ống dẫn khí vô đây ha. Ở trong đây cái nè, cái núm hàn này nha, cái núm hàn này thì người ta làm bằng cái chất giống như là sành sứ vậy đó, nó không có cháy, nó khó cháy lắm. Ở đây là cái kim hàn, ở đây là cái đầu mà mở tháo kim hàn và chỉnh kim hàn nè ha. Đó, thì mình khi mình tháo mình rút ra như thế này. Ở đây là cái thân kẹp kim hàn nè, đó, cái núm này mình cũng tháo được, tất cả mình thay được hết nha. Nó đó, như thế này, đây từng khúc của kim hàn. Thì cái thân kẹp kim hàn này nó có nhiều thân, ở đây người ta đưa mình nhỏ lớn đủ thứ luôn. Đó, ở đây nó có những ảnh khi mà chúng ta đút vô thì nó ép kim hàn, nó giữ kim hàn lại ha. Cái kim hàn thì nó phụ thuộc vào cái kim hàn nhỏ lớn, thì chúng ta sử dụng cái thân kẹp kim hàn này nhỏ lớn ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái kim hàn này cũng tương đối lớn, và cái đầu hàn này nè thì mình mài cho nó nhọn đi tí nha. Đây, cái đầu nó tà, nó sẽ điện nó bắn, nó không tập trung. Bây giờ mình làm cho nó nhọn để nó tập trung vào cái điểm nhọn này ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vô nha. Đây, mình chọn một cái thanh cho nó đúng của nó nha. Đây, mình lắp vô. Rồi thôi thì mình điều chỉnh kim hàn được nha. Khi mình siết cứng thì cái kim hàn này không điều chỉnh được đâu. Có người thì người ta để khoảng cái kim hàn lò khoảng 2 ly. Thì có người người ta để khoảng 1 ly, có người thì người ta để xuống bằng luôn vậy nè, người ta hàn ha. Thì có người ta hàn kín, có nghĩa là ta hàn cái inox người ta hàn về người ta không cho thấy luôn. Có người thì người ta hàn hở về, ta để người ta kiểm soát được cái kim hàn còn ăn hay không. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành lắp cái đồng hồ khí vô bình khí ạt rong, và chúng ta sẽ đưa cái khí vô máy để chúng ta chuẩn bị hàn. Thì ở đây là đồng hồ của nó nè, đó. Ở đây thì có nhiều loại đồng hồ lắm, chút xíu mình sẽ quay cho quý vị xem. Đây mình bỏ vô. Lâu lắm rồi mình không có xài. Nói là 90 năm mình chưa xài. Mày nói nó quá thôi chứ cũng cũng lâu rồi không xài cái gì hết. Mình sẽ lấy một chai khí ạt rong ra. Cái này hình như là chai oxy không quý vị. Đâu thử có phải oxy hả? Chai này đúng là chai oxy. Hình như nó cũng còn oxy nè, để mở thử coi. Đó, oxy này còn luôn nè. Mệt mệt là thở lên á, thì nó rút vô mũi vô thở cái nó cũng đã nữa, thật sự ra.
nó khỏe liền có gì ha. Để oxy này thì để dành lúc nào mệt để thở, còn chai hạt rong thì bên đây ha. Rồi hồi nãy là chai oxy ha, bây giờ chai này chai khí rồi đó, mình cũng lâu quá mình không xài không biết còn hay không nha. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài không xài ha, không xài nhưng mà chúng ta cũng phải đậy kỹ ra nha để bụi bặm nó vô. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái đồng hồ điều áp vô ở đây, lau sạch ra, mình lắp cho nó cẩn thận nha. Nếu mà nó mình lắp không cứng thì nó bị xì, nó đi dẫn mất cái khí thì rất là phí nha. À, trên cái bộ điều khí này thì nó có sẽ có áp kế, có nghĩa là cái đồng hồ để báo cái lưu lượng cái khí trung bình này còn hay hết. Cái đồng hồ này đơn giản chỉ là nó báo cho cái đồng, nếu mà nó nhảy lên hết kim là cái đồng hồ này, cái bình này còn đủ khí, và từ từ xài từ từ giật xuống thì cái đồng hồ này sẽ báo cho mình biết rằng cái khí trung bình này còn hết. Nó đơn giản nha, nó báo cái khí trung bình có nghĩa là có đủ vô. Và ở đây nó có một cái thân kế, cái này là nó có giống như của đồng hồ rồi đó. Khi mà chúng ta xả cái khí ra, cái nấm chỉnh này là mở cái khí đầu ra, có nghĩa là mình chỉnh cái lưu lượng khí đầu ra. Đó, khi mà chúng ta mở khí đầu ra thì ở đây cái dương bi này sẽ nhảy lên, nó báo, nó thế cái đồng hồ nó báo là cái lượng khí ra nhiều hay ít. Đó. Ở đây thì có những cái hãng người ta chế hẳn qua đồng hồ kim thế này luôn để người ta báo cái khí đầu ra để mà chúng ta điều chỉnh được ha. Còn ở đây thì có dương bi nó nhảy lên thì mình thấy mình điều chỉnh được, điều chỉnh bằng cái quan điều áp này ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái khí cho quý vị xem luôn. Đây, mở theo, nếu mở ra thì ngược kim đồng hồ nha. Sau khi mà xí cứng lại rồi thì chúng ta sẽ giặt cái quan này lại cứng ha. Rồi ta mở nhẹ ra thôi. Ở đây thì nó có cây mở nhưng mà không có cây mở thì mình dùng cái molot mình mở thế này. Trước khi mình mở thì quý vị để cái đồng hồ nè, okay, nó đang lại số 0 ha. Bây giờ mình mở cái khí ra nó sẽ tăng cái áp lên nè. Mở nhẹ là nó tăng áp rồi, quý vị thấy không? Đây. Rồi mình nghe thử, hoặc có thể mình dùng cái nước xà bông mình chạy ở đây thử coi nó xì hay không ha. Đó, nếu không xì là tốt rồi. Bây giờ cái bộ đồ áp mình đã gắn xong rồi. Bây giờ cái phần còn lại là mình đầu dây khí này mình sẽ gắn vô máy hàng. Thì ở sau tùy theo loại máy thôi. Máy ha, ở sau đây có cái ống một cái cổng để mình lắp cái dây khí vô. Thì cái này mình lắp xong rồi mình dặn cái này cứng lại luôn nha, để nhiều khi nó bị áp nó lên cao nó sẽ xúc ra hoặc là nó có thể nó xì. Rồi ok. Đó, như vậy là mình đã lắp cái dây khí xong rồi ha. Thì mở máy hàng nha. Đây. Cái này cái núm hàng nó chỉnh cũng bình thường thôi ha. Thì đi mở cái khí hàng ra nè. Mở bằng cái nút chỉnh điều khí đây nè. Đó, mình mở ngược cái đồng hồ. Đó. Ha, đó thì cái dương bi này nhảy lên. Cái nếu mà dương bi nhảy cao quá thì có nghĩa là đồng nghĩa với cái lưu lượng khí ra nhiều hơn. Đó, bây giờ mình sẽ bóp thử cho quý vị xem nè. Đó, mình xả khí cái nè. Đó. Thì cái đồng hồ cái dương bi này nó nhảy lên rất là cao, không? Bây giờ mình sẽ chỉnh thấp xuống một chút. Đó. Nó vừa nhích lên chút xíu là ra khí là được rồi. Đó, bây giờ mình thử lại nè. Đó. Cái dương bi vừa nhảy lên tưng lên thôi ha. Xíu nữa. Này. Ở đây mình bóp nó mát tay là nó vừa rồi ha. Vừa rồi nha. Kim hàng thì hồi nãy mình cũng có chia sẻ rồi, bây giờ mình sẽ thử coi nó hàng được hay không thôi nha. Đó, còn được, còn ngon. Đó, ngon. Ngon, còn rất ok. Ở đây nè, mình sẽ hàng nối cái inox lại cho quý vị xem. Hàng thì chúng ta đừng bao giờ để kim nó dính xuống cái vật hàng nha, một cái thôi nha. Đó. Đây ha. Vậy thì đây là một cái mối bon nó rất là nhỏ luôn. Đó, nó rất là đẹp luôn ha. Đây. Rồi. Ok. Mình vừa bon 4 góc cây nóc ha. Thì cái mối hàng rất là nhỏ gọn luôn ha. Trong lúc mình hàng thì mình tì cái mối hàng này trên cái vật hàng luôn nè, mình tì để mình làm cái điểm tựa đó. Cái điểm tì của mình là trên đây nè ha. Ở cạnh này nè, mình để đây nè, hoặc trên đây luôn nè. Đó. Bây giờ mình có thể là mình bỏ dặn hết cái kim này nè, đó nè, mình mở cái này ra để mình dặn cái kim sát số luôn nè. Đó, rồi mình hàng như thế này đó. Hàng này hàng kính nha. Đó, nó rất là nhẹ nhàng, không có gì, thấy không? Cái điểm tì mình nằm trên đây nè, cái điểm tì mình nằm trên đây nè. Đó, mình cứ hàng thôi đó. Còn cái lửa hàng thì mình cảm thấy nó cao quá thì mình hạ xuống, mà mình hạ xuống mà hạ tới chừng nào mình cảm thấy mình hàng mà nó không cháy nổi, nó không chảy được cái inox nổi thì mình cứ tăng lên đó. Thì cái cách chỉnh mình nó cũng đơn giản vậy thôi ha. Đây, nếu mà các bạn mà mới biết hàng thì bấm từ từ như thế này thôi, để cái kim hàng sát xuống đây luôn, mà cái kim hàng nó ngay cái điểm này nha. Đó, rồi bấm vậy.
ở đây ha, mình vừa thực hiện nối xong một cái đường hàng trên một cái thanh inox. Đây quý vị thấy ha, cái món hàng này, hàng nó lên rất liền lạc luôn. Hàng này có nguyên lý á, nó làm cho nóng chảy hai cái vật liệu hàng hòa lại với nhau ha, hòa lại với nhau như thế này. Và nhờ kim hàng này nè, nhưng mà kim hàng này thì nó không có nóng chảy nha. Và cái món hàng này được bảo vệ bằng cái khí argon đó, cho nên là nó không có xỉ hàng của nó đẹp như thế này ha, liền như thế này. Đó. Đây là cái cách hàng rất là đơn giản. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ mài sơ cái mối hàng lại cho quý vị xem luôn. Trên cái chiếc máy mài đơn giản nhất là chúng ta sử dụng cái giấy nhám mà mình đã chia sẻ với quý vị rồi. Mình mài sơ thôi ha, cho quý vị xem. Sau khi mài qua giấy nhám thôi. Đó, bây giờ tiếp tục chúng ta mài qua một cái bánh xốp chuyên mài đánh bóng inox nữa ha. Đó, sau khi mà ta mài qua cái bánh xốp này rồi thì phải mài qua một cái miếng đánh bóng này nữa ha. Thì cái đánh bóng này thì nó sẽ một cục lơ như thế này. Đó, cục lơ đánh bóng như thế này thì mình thay vô vậy. Đó, thì sau khi mình hàn xong, mình mài sơ, mình đánh bóng lại sơ sơ với những cái đĩa đánh bóng inox này ha, thì nó cũng được như vậy. Đó, rất là tuyệt vời nha. Nếu mà chúng ta đánh kỹ thì nó rất là bóng luôn. Thì hôm nay sẵn có dịp mình làm inox thì lâu lắm rồi, cái máy này chức năng của mình á, mình cũng bỏ lâu lắm rồi, mình không vận hành nó, nhưng mà hôm nay lấy ra vẫn chạy tốt luôn bà con, rất là tốt luôn nha. Mình biết được như mình chia sẻ nhiều về vấn đề cái hàng tiếp này thì cũng có anh em kêu chia sẻ, nhưng mình biết cái chủ đề này thì cũng hẹp lắm, bởi vì những cái hộ gia đình người ta cũng ít mua cái máy hàng có hai chức năng, bởi vì ta mua hàng gia đình thì ta mua cái máy hàng có hàng que được rồi. Nếu như bạn nào đã mua có hai chức năng thì muốn xài cái chức năng hàng tiếp này thì cứ làm như giống như mình, cứ tham khảo thử cái cách mình làm có hiệu quả, mình áp dụng được hay không nha. Và những người bạn mới vào nghề cũng như người bạn sắp sửa mua máy hàng inox chuyên dụng thì đây là cái cách mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Còn những anh em mà đã gần nghề thì vô coi cho vui, có thể đóng góp thêm ý kiến để cho bản thân mình có thể học hỏi được hoàn hảo thêm nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cái video này. Quý vị thấy có hữu ích thì hãy cho mình một like, một lượt chia sẻ cũng như đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo ha. Còn bây giờ thì mình xin tạm dừng video ở đây. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.